Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông à, Quý vị thân mến Mỗi khi chuẩn bị bước sang cái năm mới Thì ai ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được cái điều may mắn Và có thật nhiều cái tài lộc đúng không ạ Và trong chương trình ngày hôm nay Thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn Về những con giáp trúng số đầu tiên Trong cái tháng riêng Tháng 1, tháng mới dần năm 2024 Năm giáp thìn Đấy. Vậy thì đó là những con giáp nào Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay à, Thưa quý vị, mỗi khi mình bước sang năm mới thì ai cũng hân hoan chào đón Và cái tháng riêng là một cái tháng mà người ta coi là cái tháng quyết định Đó, người ta gọi là gì? Với cái, tí, với cái câu nói là đầu xuôi đôi lọt Thì ai cũng mong muốn mình có được cái may mắn, có được cái tài lộc trong cái cái tháng riêng này Đó. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay Tử Thông sẽ cùng phân tích với quý vị và các bạn Về cái tháng riêng, tháng bính dần, tháng 1 âm lịch ấy thì những con giáp nào sẽ có cơ may được trúng số đời đời? À, quý vị thân mến, thì để xét về những con giáp may mắn có cơ hội trúng số đổi đời, những con giáp may mắn gặp được cái vận may về vận trình tài lộc, thì chúng ta cũng sẽ dựa vào cái lộc quý nhân để chúng ta xét. Thì như ở những chương trình trước tử thông giới thiệu với quý vị đấy, đó đầu tiên là chúng ta xét về cái lộc nhá, lộc là lộc tồn đấy, lộc lộc là lộc tồn. Thì cái sao lộc tồn hay còn được gọi là cái sao thiên lộc Đấy. nó chủ về cái tức lộc trời ban chủ về cái tức lộc vô ban chủ về những cái may mắn những cái cơ hội về tiền bạc Đến với mình à, nó cũng chủ về cái tài lộc và cái phúc thọ và đặc biệt của cái sao thiên lộc này nó đóng ở đâu cũng tốt cũng mang lại cái may mắn và hóa giải được những cái xung sát xấu đó à, vì nó là cái lộc trời ban nên là cái sao lộc tồn nó thường bị động và khó có thể nắm giữ được vậy nên là gì khi nó chiếu mệnh đến thì chúng ta nếu mà không nhanh chóng nắm bắt được cơ hội này thì nó sẽ rơi vào tay người khác đó và đa phần cái tài lộc nó đến do cái sao thiên lộc nó mang lại nó đến từ cái sự may mắn đến từ cái sự bất ngờ và nó cũng sẽ hơi muộn màng đôi khi quý vị cảm thấy là công việc của mình đang khó khăn bế tắc thì bỗng dưng nó lại được thuận lợi mà đôi khi quý vị không hiểu tại sao là tiền bạc từ đâu nó lại kéo đến nhiều như thế đúng không? mà trong khi đó cái khoảng thời gian trước đó một thời gian ngắn thôi mình đã phải vất vả bon chen thậm chí là cậy cục cảm thấy là bị thất vọng bị bỏ cuộc rồi ấy. thì bỗng dưng nó đã có một khoản tiền to nó ập tới vậy nên là gì quý vị hãy cứ sẵn sàng mở lòng mình ra để đón nhận những cái vận may như vậy đến với mình trong cái thời gian này và để xét về cái sao thiên lộc ấy thì chúng ta sẽ dựa vào cái cái thiên can cái thiên can nhé Đó. chúng ta biết là đúng không cái tháng riêng tháng dần tháng dần dần thì sẽ là lộc của những người có thiên can là giáp đó giáp tức là những bạn có đuôi năm sinh là số 4 ấy thì vậy nên là xin được chúc mừng tất cả những anh chị những quý vị những các bạn và những mọi người có đuôi năm sinh là số 4 thì sẽ được lộc đó tại giáp đến lộc tại dần nếu mà quý vị mà chưa theo dõi kênh tử thông Lần đầu tiên theo dõi thì quý vị cứ đăng ký kênh có rất nhiều cái video tử thông phân tích về cái lộc mã quý nhân để cho quý vị có thể là tham khảo và quý vị có thể học hỏi thêm được những kiến thức nếu là những người mới học nhé đó và quý vị có thể chiêm nghiệm cái cuộc đời cái lá số của mình qua những cái video phân tích của tử thông thì những người có thiên can giáp thì bao gồm một tuổi sau quý vị nhé bao gồm một tuổi sau này đầu tiên là những người giáp tý sinh năm 1984 thì có ngoại hình thuộc kim đó thứ hai là gì giáp dần 1974 có ngoại hình thuộc thủy tiếp theo là giáp thì là 1964 có ngoài là thuộc hỏa tiếp đến là 1954 là các bác tử giáp ngọ có ngoài thuộc kim rất thân là 1944 hoặc là 2004 đấy thì có ngoài là thuộc thủy đến giáp tuất là 1994 nghìn chín trăm có thuộc hỏa đó đó là những con giáp mà dễ có cơ hội trúng số đời đời Nếu mà quý vị mà trúng trong tháng 1 thì là những con giáp đầu tiên trúng số Đúng không ạ? Vậy đây là gì? Đây là một trong những con giáp cực kỳ may mắn à, Thưa quý vị à, Tử thông nói trúng số đây Với con số trúng số có nghĩa là trúng quả đấy Có nghĩa là gì? Gặp được những cái vận may lớn về vận trình tiền bạc à, Gặp được vận may lớn được có thể là quý nhân tương trợ giúp đỡ Công việc sẽ hanh thông thuận lợi đấy. chứ không chỉ đơn thuần là mua cái vé số là trúng số gọi là trúng số không phải thế quý vị nhé chúng ta thống nhất một điều là gì Chúng số cũng nghĩa là chúng được những cái cơ hội may mắn gặp được nhiều cái vận may về mình trong cái dịp đầu năm thì từ đó cũng sẽ giúp cho tinh thần của quý vị được thoải mái và quý vị có nhiều cái thông tin để lựa chọn nhiều cái 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 định hướng để chúng ta đi hơn đúng không? Và nói chung ấy thì tất cả trong số chúng ta ai ai bất kể là quý vị hay là tử thông cũng đều có mong muốn được gì một lần được đổi vận giàu sang để có cơ hội được giúp đỡ người khác để có cơ hội được làm những cái gì mình thích Vậy nên đó là một cái mong muốn hoàn toàn chính đáng Hoàn toàn chính đáng của mọi người Vậy nên là quý vị Hãy cứ mơ đi, không sao cả, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta cùng xem nhá chúng ta biết là cái tháng riêng đó là tháng bính dần Tháng bính dần có ngoài thuộc thổ hỏa Đúng không ạ? Hỏa thì nó sẽ sinh cho thổ Vậy nên những người mệnh thổ sẽ là con giáp may mắn đầu tiên Nhưng mà trong những con giáp này không có tuổi là mệnh mệnh thổ nhá Tiếp theo là những người mệnh hỏa thì chúng ta có tuổi 1964 và 1994 Thì trong cái cái cái, cái 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 tháng riêng tháng mới dần ấy thì những người tuổi 1994 tuổi giáp tuất sẽ là những con giáp dễ có cơ hội trúng nhất. Đó. Tiếp theo là con giáp may mắn thứ hai là những người tuổi giáp thìn là 1964. À, những người tuổi giáp tuất 1994 ấy. 94 giáp tuất thì được cục diện là dần ngọ tuất là tam hợp, dần ngọ tuất là tam hợp. Thì nhờ cái cục diện tam hợp quý nhân nó tương trợ giúp đỡ, vậy nên là cái vận trình công việc trong cái thời điểm đầu năm của những người giáp tuất cũng sẽ cực kỳ hanh thông thuận lợi tài lộc và tiền bạc cũng sẽ dễ dàng kéo đến đó vừa được lộc lại vừa được tam hợp quý nhân nên là gì cái con giáp này này 1994 giáp tuất sẽ là con giáp may mắn nhất trong cái tháng riêng về vận trình tiền bạc tài lộc đấy nhá quý vị nhớ nhá đó là con giáp đầu tiên thứ hai là những người tuổi giáp thìn 1964 thì được cục diện là dần mão thìn ở tam hội thì cục diện tam hội cũng sẽ mang lại nhiều cái cơ may cái cơ hội làm ăn cái cơ hội kinh doanh cái cơ hội làm giàu cho những người tuổi thìn Vậy nên trong cái tháng riêng này Thì nó sẽ gặp được nhiều cái may mắn Lại được cái lộc tồn đối chiếu mạnh nữa Đâm ra là cái cơ hội kiếm tiền và làm giàu Của những con giáp này Cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, Thì những người tuổi giáp tuất và những người tuổi giáp thìn Hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Đối với những người tuổi giáp tuất 1994 Thì quý vị hãy mang theo bên mình Một cái vòng tam hợp quý nhân Là dần ngọ tuất Dần ngọ tuất là cái tam hợp hỏa cục đúng không ạ và đây là một cái bộ tâm hợp cũng sẽ mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi này tuất bên cạnh đó những người tuổi thìn thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là thân tý thìn thân tý thìn là tam hợp thủy cục Đấy. nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi thìn có được cơ may về tài lộc về cái tiền bạc trong cái tháng tháng riêng tháng riêng âm lịch đó đó là con giáp may mắn thứ hai à, tiếp theo chúng ta cùng xét về ngũ hành hỏa đó. hỏa thì gì hỏa thì được mộc sinh cho như vậy trong những con giáp này không có mộc đúng không ạ À vậy nên chúng ta xét chúng ta chỉ còn hai mệnh là mệnh thủy và mệnh kim thủy mệnh kim như vậy là gì những người mệnh thủy sẽ may mắn hơn những người mệnh kim Đấy. những người mệnh thủy thì chúng ta sẽ có những tuổi sau này 1944 là giáp thân và 1974 là giáp dần thì những người tuổi giáp dần sẽ may mắn hơn nó đứng vị trí số số 3 giáp thân là đứng vị trí số 4 những người tuổi giáp thân thì bị cục diện là gì dần thân là tương xung Đấy. nhưng mà ông thân ông may mắn là gì ông xung đúng không? nhưng mà dần lại là mã đó, mã M cái giáp thân ấy, giáp thân 1944 hoặc là 2004 nhá. Cả 1944 cả 2004. Mặc dù là tương xung, tương xung như nó lại là, là, mã. Mã này lại gì lại còn khác được mã nữa. Tức là gì? Những người hai 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 người của giáp thân này lại khác được mã nữa. 1944 2004 khác được mã. Nên là gì? Cái vận trình công việc nó cũng sẽ thuận lợi hơn, nó không bị khó khăn nhé Tuổi thân nào xấu trong tháng riêng này nhưng mà riêng ông giáp thân là cực tốt cực tốt quý vị nhớ nhé giáp thân cực tốt không tin quý vị cứ thử đợi hết tháng 1 nhé quý vị có thể comment lại cái video này để biết được là gì cái vận trình của những người tuổi giáp thân có may mắn hay không đấy. nếu mà bị khắc cái ngũ hành nó mà khắc thì là xấu đúng không ạ nhưng đây khắc được khắc được tháng khắc được lệnh tháng vì thế mà gì cũng việc cũng sẽ gì thuận lợi hơn mặc dù là khá vất vả khá bận rộn khá bộn bề đấy nhưng mà gì cũng sẽ được có cái may mắn về tài lộc đó. Vậy nên cái tháng này là cái tháng mà các bác giáp thân sinh năm 1944 có lộc Và các bé sinh năm 2004 thì cũng sẽ có lộc lộc lá Đó. Vì thế để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, Thì những người tuổi giáp thân hãy luôn nhớ nhé Mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân Đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến những người tuổi giáp dần Giáp dần 1974 thì giáp dần lại dần đúng không ạ? Dần và dần Đấy. Nói chung là tháng này thì cũng là gì? Giáp dần cũng khắc được bính dần Nên là nó cũng sẽ là lộc tôi sẽ là lộc là, là tốt là tài thì nó là tốt nhé vì thế mà những người tuổi dần ấy, những người tuổi giáp dần ý, hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé tiếp theo chúng ta còn những người tuổi 1954 và 1984 thì 1954 nó sẽ may mắn hơn 1984 nó xếp vị trí số số 5 và những người tuổi 1984 là xếp vị trí số số 6 những người tuổi 1954 thì nói chung là bị gì? Bị lọc nó khác Tức là chúng ta không thể kiểm soát, không thể quản lý được cái lọc này Mà bình thường cái lọc cái, cái lộc này nó đã là không kiểm soát được rồi Nó tự đến và nó tự đi Nếu chúng ta kiểm soát tốt thì nó đến Tức là chúng ta chỉ kiểm soát được cái tài lộc mình nắm trong tay thôi Chứ còn nó đến lúc nào là không ai biết Đấy, vậy nên là gì? Những người tuổi giáp ngọ sinh năm 1954 năm ấy. À, Quý vị nhé, để bảo vệ, để mang lại thêm cái may mắn cho mình Thì các bác hãy mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân. À, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 để thỉnh cái vòng tác học quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi từ ngọ nhé. Tiếp theo chúng ta còn những người tuổi giáp tý sinh năm 1984 thì giáp tý cũng bị lộc nó khác đúng không? nên là cái lộc nó cũng sẽ không may mắn lắm. Tức là nhá quý vị nhớ này những con giáp những người có tên là giáp và có đuôi năm sinh ở số 4 là những con giáp cực kỳ may mắn rồi. Nhưng mà những người mà gặp mệnh kim này thì chỉ kém may mắn hơn những tuổi khác thôi Chứ còn nó vẫn thuộc là những tốt những con giáp may mắn về vận trình tài lộc trong tháng riêng nhé Vậy nên những bác nào mà có đuôi năm sinh là số 4 thì hãy cứ yên tâm là kiểu gì cũng có lộc Đấy và những người tuổi 19 tháng 4 thì cũng tương tự như vậy Và để mang lại cái may mắn cho mình ấy, Thì những người tuổi giáp tí hãy luôn nhớ Mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân tí thìn để trợ mệnh của thân Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh Thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ Giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống hóa giải những xung sát những thị phi, những cái hạn tiểu nhân hãm hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông hơn, thuận lợi hơn và may mắn tiền bạc tài lộc nó cũng sẽ đổ về nhiều hơn. Đó là những người tuổi giáp tí 1984. Đấy, thưa quý vị. Như vậy là gì? Trong cái tháng riêng trong tháng riêng thì chúng ta sẽ có hai con giáp là hai con giáp trúng số đầu tiên, đó là những người tuổi giáp thìn 1964 và tuổi giáp tuất 1994. Đấy. Đây là hai con giáp cực kỳ may mắn, dễ có cơ hội là gặp may về trình tiền bạc tài lộc. Vậy nên quý vị mà thuộc hai con giáp 1964 mà 1984 tức là giáp thìn và giáp tuất ấy thì quý vị hãy cứ hành động thật mạnh mẽ trong tháng riêng thì hãy cứ gì tiến hành những công việc quan trọng và có thể là mở rộng cái môn, quy mô kinh doanh làm ăn của mình hay là tiến hành đầu tư những hạng mục khác để có thêm được cái may mắn có thêm được cái tài lộc nhưng quý vị cũng hãy lưu ý à, cái lộc đến nhanh thì nó đi nhanh vậy nên là gì à, quý vị cần phải có cái cơ chế có được cái chính sách và có được cái kế hoạch kiểm soát cái khoản tiền của mình để gì để cho tiền ngày càng để ra tiền nhiều hơn chứ đừng để gì lọc đến tay rồi lại rơi đi mất nó cực kỳ lãng phí cái cơ hội có lọc này không phải lúc nào cũng có đâu thi thoảng có khả năng là gì cái lọc lớn thì một năm hoặc là 10 năm mới có một lần 12 năm mới có một lần đúng không ạ lọc nhỏ nhỏ thì nó cũng sẽ đến nhẹ nhàng hơn nó đến từng tháng từng năm thì một năm có một lần đấy. nhỏ nữa là gì một tháng thì có một hai lần đấy vân vân Đó. vậy nên là quý vị cần phải nắm bắt lấy cái cơ hội này để gia tăng thêm cái may mắn cho mình nhé À, thưa quý vị, như vậy là trong cái tháng riêng, tháng 1 âm lịch của năm 2024 ấy, thì chúng ta sẽ có những con giáp trúng số đầu tiên, đó là những tuổi sau. Một là giáp tuất 1994, hai giáp thìn 1964, ba giáp dần 1974, bốn giáp thân 1944 và năm là giáp ngọ 1954, sáu giáp tí 1984. Đó, đó là 6 con giáp trúng số đầu tiên trong cái năm 2024, năm giáp thìn. Đó. À, thưa quý vị, thì ngoài cái cơ may về cái lọc này này thì chúng ta cũng có cái quý nhân nó cũng, cũng, cũng có quý nhân thì quý nhân ấy quý nhân thì nó sẽ bao gồm các tuổi sau này nó sẽ có hai quý nhân là âm quý nhân và dương quý nhân nói chung ấy dương quý nhân nó là, là cái sao thiên khôi cái sao thiên khôi là cái dương quý nhân thì ngũ hành nó thuộc nó thuộc là gì nó thuộc dương hỏa là trợ tinh thứ nhất của tròn sao năm đầu hóa khí là dương quý nhân còn gọi là gì còn gọi là thiên ất quý nhân đó cái sao thiên khôi ấy thì nó là một trong sáu cát tinh còn được gọi là quý nhân ấy. khi mà gặp được quý nhân ấy, thì sẽ gặp hung qua cát và quý nhân thường xuất hiện một cách là tự nhiên không cần phải bỏ quá nhiều cái công sức để tìm kiếm à, những cái khó khăn những cái trở ngại khi mà gặp được quý nhân ấy, thì được quý nhân tương trợ giúp đỡ được mạnh thường quân được cấp trên được bạn bè được đồng nghiệp giúp đỡ nên là sẽ cực kỳ hanh thông và thuận lợi vậy thì chúng ta cũng cùng xem là những con giáp nào được quý nhân tương trợ giúp đỡ thì chúng ta có hai quý nhân một là âm quý nhân hay là dương quý nhân à, dương quý nhân nó là sao thiên khôi và âm quý nhân nó là sao thiên việt thì cũng giống như sao thiên khôi cái sao thiên việt thì nó cũng là ngũ hành là âm thủy nó là trợ tinh thứ hai trong chồng sao năm đầu và hóa khí của nó là âm quý nhân tức là gì nó sẽ được quý nhân âm tức là những người hỗ trợ chúng ta từ phía sau một người là đứng ra hỗ trợ trực tiếp một người là âm thầm hỗ trợ từ phía sau đấy và chúng ta tính quý nhân sau này chúng ta những người có thiên can gì âm quý nhân dương quý nhân ấy, thì những người có thiên can tân ấy, Đúng chúng ta những người có thiên cân tân lục tân tầm mã hổ Thì sẽ lấy dần làm quý nhân Đúng không ạ? dần làm quý nhân nhé Thì những người có thiên căn tân chúng ta sẽ có những tuổi sau này Thứ hai là quý nhân này Thiên căn tân chúng ta sẽ có những tuổi sau này Tân Đó Tức là những người đuôi năm sinh là số 1 Vậy nên là cũng xin được chúc mừng tất cả các bác có đuôi năm sinh là số 1 Những người có đuôi năm sinh số 1 sẽ cực kỳ may mắn cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ Đó và đôi khi quý nhân tương trợ giúp đỡ nó cũng sẽ mang lại cái may mắn còn nhiều hơn lộc đúng không ạ? Ví dụ như là cho cơ hội vị các bạn trúng số thì được tầm khoảng 1 tỷ đến 10 tỷ đi, đúng không ạ? Nhưng mà có một cái cơ hội làm ăn lớn to thì gì? Chỉ cần một chữ ký thôi nó cũng đáng giá hàng trăm hàng nghìn tỷ. Đấy, đấy là cái lợi ích của quý nhân mà quý vị cũng không thể bỏ qua được. Đó. Và những người có gặp được quý nhân đầu tiên trong cái tháng 1 âm lịch thì bao gồm tuổi sau này. Chúng ta có Tân Sửu là 1961. Đó. Tiếp theo là Tân Mão là 1951 và Tân Tỵ là 2001 hoặc là 1941 ấy. Tân Mùi là 1991 Tân Dậu là 1981 Cuối cùng là Tân Hợi là 1971 Thì đây là những con giáp được quý nhân tương trợ giúp đỡ Đấy, Công việc cũng dễ hành thông thuận thuận lợi Chúng ta biết là những người tuổi Tân Sửu đó Tân Sửu thì có ngũ hành thuộc Thuộc Thổ à, Tân Mão thì là ngoài thuộc mộc Tân Tị ngoài thuộc kim Đúng không? Và Tân Mùi ngoài thuộc thổ Tân Dậu là mộc Và Tân Hợi thì cũng là kim Đúng không? Vậy thì những con giáp này thì có con giáp nào được may mắn nhất Đúng không? Thì chúng ta biết là cái tháng bính dần ngoài thuộc hỏa, hỏa sinh thổ Vậy nên tất cả những người mệnh thổ sẽ là con giáp cực kỳ may mắn Bao gồm có tuổi gì? tuổi Tân Mùi 1991 và Tân Sửu 1961 thì những người tuổi Tân Mùi nếu mà xét được vận trình tài lộc thì sẽ là may mắn hơn. Tuổi Tân Sửu là xếp thứ hai. Đấy. Thì đây là hai con giáp Tân Sửu và Tân Mùi sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ đầu tiên trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn. Đấy. Vậy nên là gì? Để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì những người tuổi Tân Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là hợi mão mùi để trợ vận động thân. Vòng nó được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn và lại cái tài lộc trọn đời cho mình. Bên cạnh đó, những người tuổi Sửu xỉ, Tân Sửu 1961 thì cũng ngũ hành thuộc thổ đó, cũng được cục diện là ngũ hành tương sinh. Vậy nên là đây cũng là một cái thời điểm may mắn được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Đấy. Vì thế mà những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu Sửu để trợ mệnh ngộ thân. Vòng cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng Tiếp theo chúng ta cũng còn lại ngũ hành mộc và kim đúng không? À, Kim thì sẽ bị hỏa khác và mộc thì sẽ được sinh cho hỏa đúng không? Như vậy những người mệnh mộc thì sẽ được cục, diện ngũ hành tương sinh Bao gồm tuổi 81 tân dậu và 51 là, là tân mão Thì những người tuổi tân mão sẽ may mắn hơn là đứng vị trí số 3 Và tân dậu sẽ xếp vị trí số 4 Vì sao tân mão may mắn hơn? À, tân mão được cục diện là dần mão thì ở tam hội để được cục diện tam hội tương trợ giúp đỡ thì cái vận quý nhân nó sẽ càng được vượng lên. Vậy nên là gì? Những người tuổi tân mão trong thời gian này hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi mão mùi. Đặc biệt là cả những người tuổi mão cũng vậy từ ất mão, đinh mão, kỷ mão, tân mão và quý mão thì cũng đều mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi mão mùi để được cái vận quý nhân tương trợ. Không được quý nhân ấy, thì cũng được cái gì? Cái cục diện là dần mão thìn là cục diện tam hội. Tam hội nó cũng là một dạng quý nhân đấy. Tiếp theo ấy, chúng ta cùng xét đến những người mệnh kim. Mệnh kim thì chúng ta có 2001 là, là Tân Tỵ và 1971 là Tân Hợi. Thì bị mệnh kim đúng không ạ? Thì Tân Tỵ, Tân Hợi thì những người tuổi tuổi Tân Hợi sẽ may mắn hơn, nó đứng vị trí số 5. Tân Tỵ là xếp vị trí số 6. Những người tuổi Tân Tỵ trong tháng này ấy, mặc dù là cũng được gì, được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nhưng mà nó lại gì, bị cục diện là tỵ và và dần là lục hại. Cái cục diện lục hại nó cũng sẽ làm giảm đi cái vận quý nhân. Đấy và nó cũng sẽ làm tăng cái vận thị phi vì thế mà để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi tỵ nhé hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu sửu để trợ mệnh ngũ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng còn đối với những người tuổi hợi tuổi tân hợi một nghìn chín đặc biệt là cả những người tuổi hợi nữa thì được cục diện là dần hợi là lục hợp cái cục diện lục hợp nó cũng sẽ kéo theo cái vận may quý nhân nó được đi lên Đấy, giúp cho dịch nó được vượng vận quý nhân và tài lộc nó cũng sẽ hòa hợp cũng đi theo và sẽ được phát triển đấy vì thế những người tuổi hợi hãy đừng quên mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ vận độ thân đó à, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn được quý nhân tương trợ giúp đỡ đầu tiên trong cái năm 2024 là giáp thìn đó à, vậy nên quý vị có thể tận dụng cái cơ hội này để gia tăng thêm cái may mắn gia tăng thêm cái tài lộc và giúp cho công việc của mình nó được hanh thông thuận lợi hơn đó À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.